Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 101-106. Bài 5 những câu chuyện hài, văn bản 1 trưởng giả học làm sang. Thì ở bài 5 này chúng ta sẽ theo dõi các văn bản 1, đó là trưởng giả học làm sang, trích Molière. Văn bản 2 là chùm chuyện cười dân gian Việt Nam. Văn bản 3 là chùm ca dao Trà Phúng. Thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi văn bản 1 là trưởng giả học làm sang. Trước khi đọc thì các em hãy chia sẻ những cái cảm nhận của em về một cái diễn viên hài hoặc là bộ phim, tiểu phẩm, chương trình mà em yêu thích. Tiếp theo đọc văn bản trưởng giả học làm sang, trích Molière. Hồi thứ 2, lớp 5. Phó May thờ bàn mang bộ lễ phục của ông Xúc Đanh. Ông Xúc Đanh những tên hầu. Ông Xúc Đanh: à, bác đã tới đấy à, tôi đang sắp phát cáu lên với bác đấy. Phó May: tôi không làm sao đến sớm hơn được, ấy là tôi đã cho 20 chú thợ bạn xúm lại chiếc áo của ngài đấy. Ông Xúc Đanh: bác đã gửi đến cho tôi tất lụa chật quá, tôi khổ sở vô cùng mới xỏ chân vào được và đã đứt mất hai mắt rồi đấy. Phó mày: rồi nó sản ra, lo lại không rộng quá ấy chứ. Ông Giúp Đành: phải, nếu tôi cứ làm đứt mắt mãi, lại đôi giày bác bảo đóng cho tôi làm chân, làm tôi đau chân ghê gớm. Phó mày: thưa ngài đâu có. Ông Giúp Đành: đâu có là thế nào? Phó mày: không, không đau, không đau đâu mà. Ông Xúc Đanh: tôi bảo đau là đau. Phó mày: ngài cứ tưởng tượng ra thế. Ông Xúc Đanh: tưởng tượng, tôi tưởng tượng vì tôi thấy đau, với lý với lẽ hay chưa kìa. Phó mày: thưa đây là bộ áo lễ phục đẹp nhất triều và thích hợp nhất, sáng chế ra được một kiểu áo lễ phục trang nghiêm mà không phải màu đen, thật là một kỳ công tuyệt tác, tôi thắc các thợ may giỏi nhất mà làm nổi đấy. Ông Xúc Đanh: thế này là thế nào, bác may hoa ngược mất rồi. Phó mày: ngài có bảo là ngài muốn may xuôi hoa đâu. Ông Xúc Đanh: lại còn phải bảo cái đó à. Phó mày: vâng, phải bảo chứ, vì tất cả những người quý phái đều mặc như thế này. Ông Xúc Đanh: những người quý phái mặc ngược hoa à? Phó mày: thưa ngài vâng. Ông Xúc Đanh: à, thế thì được đấy. Phó mày: nếu ngài muốn thì sẽ xoay hoa xuôi lại thôi mà. Ông Xúc Đanh: không, không. Phó mày: ngài chỉ việc bảo tôi. Ông Xúc Đanh: đã bảo không mà, bác làm thế này được rồi, bác cho rằng tôi mặc thế này có vừa sát không? Phó mày: còn phải nói, tôi thách một họa sĩ lấy bút mà vẽ cho sát hơn được. Ở nhà tôi có một chú thợ bạn may quần cọc thì tài nhất thiên hạ, và một chú khác về may áo chẽn là anh hùng của thời đại. Ông Xúc Đanh: bộ tóc giả với lòng cắm mũ có được chỉnh tề không? Phó mày: mọi thứ đều tốt cả. Ông Xúc Đanh nhìn áo mặc của phó mày nói: ô kìa, bác phó may, đây đúng là thứ hàng của bộ áo bác may cho tôi lần trước mà, tôi nhận đúng nó rồi. Phó may: chả là thứ hàng đẹp quá nên tôi đã có ý gạn lấy một bộ áo cho tôi thì phải. Ông Xúc Đanh: phải, nhưng đáng lẽ đừng gạn vào áo của tôi. Phó may: ngài có muốn mặc thử áo không? Ông Xúc Đanh: có, đưa tôi. Phó mày: khoan đã, phải có thể thức chứ, tôi có đem người đến để mặc áo cho ngài theo nhịp điệu, vì những loại áo này phải mặc có nghi lễ. Ớ này, vào đây các chú hãy mặc bộ áo này cho ngài đây, theo cách thức mặc cho những người quý phái. Bốn chú thợ bàn ra, hai chú cởi tuột quần cọc tập võ của lão, và hai chú kia cởi áo lót của lão ra, rồi họ mặc áo mới vào cho lão. Và ông Xúc Đanh đi đi lại lại giữa đám họ và phô áo mới cho họ xem đó, làm theo cái nhịp đàn của tất cả bàn hợp xướng.
Thợ bàn, bẩm ngài quý tộc, xin ngài ban cho các anh em ít tiền uống rượu. Ông Giúp Đanh, anh gọi ta là gì? Thợ bàn, ngài quý tộc. Ông Giúp Đanh, ngài quý tộc. Ấy ấy, ăn mặc trang người quý phái thì thế đấy, cứ bò bò y phục trưởng giả thì chẳng có ai gọi là ngài quý tộc. Đây, thưởng cho cầu ngài quý tộc đây này. Thợ bàn, bẩm tướng công, anh em đa tạ tướng công ạ. Ông Giúp Đanh, tướng công, ố ố, tướng công, hãy thông thả chứ mình, tướng công là đáng thưởng lắm, tướng công không phải là một câu tầm thường đâu nhé. Này, tướng công ban cho các chú đấy. Thợ bạn, bẩm tướng công, tất cả anh em sẽ đi uống rượu chúc sức khỏe của đại nhân. Ông Giúp Đanh, đại nhân, ố ố ố, thông thả đừng đi vội, gọi ta là đại nhân. Quả đáng tội nó mà đi tới đất ông thì nó sẽ được trả túi tiền mất. Này, thưởng cho cầu đại nhân đây. Thợ bạn, bẩm tướng công, anh em xin bái tạ ơn người. Ông Xúc Đồng nói riêng, thế là phải chăng, tà đàn sắp cho nó tất cả túi tiền. Bốn chú thợ bạn vui mừng nhảy múa. Khúc múa này làm thành màn phụ thứ hai. Hồi thứ ba, lớp 1, ông Giúp Đanh những tên hầu. Ông Giúp Đanh, chúng bay hãy đi theo tao để tao đi phố trưng diện bộ áo của tao một tí. Cần nhất là hai đứa bay phải đi bám gót tao, cho thiên hạ thấy rõ chúng bay là quần hầu của tao đấy nhé. Những tên hầu, bẩm ông, vâng ạ. Ông Giúp Đanh, gọi con Nicole lên đây cho tao bảo sai bảo. Thôi, cứ đứng yên đấy, nó lên kia rồi. Lớp 2, Nicole, ông Giúp Đanh những tên hầu. Ông Giúp Đanh, Nicole, Nicole dạ. Ông Giúp Đanh, nghe đây, Nicole hí hí hí. Ông Giúp Đanh, mày cười cái gì? Nicole hí hí hí. Ông Giúp Đanh, các con mất dạy này, làm cái trò gì thế? Nicole hí hí, trông ông ăn mặc đến hay, hí hí. Ông Giúp Đanh, thế nào? Nicole, ôi giời ơi, hí hí. Ông Giúp Đanh, con răng con, lạ chứ kìa, mày trêu tao đấy hẳn. Nicole, không, thưa ông, con đâu dám thế, hí hí hí. Ông Giúp Đanh, mày mà còn cười nữa thì tao vả cho vỡ mặt bây giờ. Nicole, thưa ông, con không thể nào nhịn được, hí hí hí. Ông Giúp Đanh, mày không thôi đi phỏng. Nicole, thưa ông, con xin lỗi ông, nhưng nên ông buồn cười quá, còn không thể nào nín cười được, hi hi hi. Ông Giúp Đanh, cái con này mới láo chứ. Nicole, nên ông như thế kia, tức cười quá, hi hi. Ông Giúp Đanh, tao thì, Nicole, xin ông bỏ áo, xin ông bỏ quá cho, hi hi. Ông Giúp Đanh, này, hễ mày mà còn cười một tí nào nữa, tao thề, sẽ cho mày một cái tát bằng cái trời giáng cho mà xem. Nicole, dạ vâng, thưa ông, thế là hết rồi, con không cười nữa à. Ông Giúp Đanh, cứ rờ hồn đấy, mày phải lau chùi ngay cho kịp. Nicole, hí hí, ông Giúp Đanh, tao bảo rằng phải lau chùi phòng khách và... Nicole, hí hí hí, thôi chứ phỏng. Ông Giúp Đanh, Nicole, thưa ông, thà là ông cứ đánh con đi, để cho con được cười bằng thích còn hơn, hí hí hí. Ông Giúp Đanh điên tiết thật, Nicole xin ông làm ơn để cho con cười, hí hí. Ông Giúp Đanh, tao mà, Nicole thưa ông không cười thì con tức bụng mà chết mất. Ông Giúp Đanh, có con chết trèo nào mà lại như cái con này hỗn hỗn láo láo, cười sằn sặc vào mặt tao. Chứ không nghe tao dặn bảo công việc. Molière trưởng giả học làm sang. Tuấn Đô dịch nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội 2021 trang 59 đến trang 67. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tác giả Molière. Molière 1622-1673.
là một trong những nhà viết hài kịch lớn nhất nước Pháp và thế giới. Hài kịch Molière là tiếng cười khỏe khoắn, yêu đời, vui nhộn và sâu sắc thâm trầm. Mỗi nhân vật chính trong hài kịch Molière là hiện thân của một cái tính cách nhất định: đạo đức giả, hà tiện, thông thái rỡm, học đòi, ảo tưởng. Những cái vở hài kịch tiêu biểu của Molière như là Tác Tiếp 1664, Lão Hòa Tiện 1668, Trưởng Dạ Học Làm Sang 1670, Người Bệnh Tưởng 1673. Thì văn bản ở đây, Trưởng Dạ Học Làm Sang là phê phán cái thói học đòi rỡm đời lố bịch của những người giàu có, nhưng ít hiểu biết, hàm danh vọng hảo huyền đến mức lóa mắt không nhận ra được thật hay là giả, tốt hay là xấu, trở thành kẻ lố bịch và ngu ngốc đến mức bị lợi dụng, cợt nhạo mà vẫn không hết ảo tưởng mù quáng. Thì ở đây chúng ta có một câu hỏi: tại sao lời thoại của nhân vật Lincoln chủ yếu là tiếng cười? Thì lý do lời thoại của nhân vật Lincoln chủ yếu là tiếng cười bởi vì lão giúp đanh trọc phú dốt nát chỉ vì thói học làm sang mà bị bác phó may và chú thợ phụ lợi dụng để kiếm chác. Lão đã khiến Lincoln bật cười khi thấy lão tin rằng phải mặc áo hoa ngược thì mới là quý phái và cứ moi mãi tìm ra thưởng cho tay thợ phụ để mua lấy mấy cái tên gọi hảo huyền. Tiếp theo trả lời câu hỏi: một trang phục của ông giúp đanh được diễn tả như những cái chi tiết nào trong đoạn trích? Thì trang phục của ông giúp đanh được diễn tả ở những chi tiết trong đoạn trích là: những tên thợ phụ mặc lễ phục cho ông đi đi lại lại, vô cái áo mới, đều bước theo nhịp điệu nhạc thật chẳng khác nào chủ hề. Những lời đối thoại của ông giúp đanh với bọn thợ phụ, chúng gọi ông là ông lớn, cụ lớn rồi đến nước ông để moi tiền. Như vậy, nhân vật ông giúp đanh mê muội, ngu dốt, ngờ nghệch chỉ vì thói học làm sang nên đã bị lợi dụng. Tiếp theo, câu 2 ở lớp 2 hồi thứ 3. Hành động cười của nhân vật Nicole cho biết điều gì về bộ trang phục của ông giúp đanh? Nếu em là nhân vật Nicole thì em có thấy bộ trang phục của ông giúp đanh là đáng cười không thì sao? Thì hành động cười của nhân vật Nicole cho thấy trang phục của ông giúp đanh rất lố lăng, bị thợ may lừa bịp một cách trắng trợn như vậy. Nếu em là nhân vật Nicole thì em có thấy bộ trang phục của ông giúp đanh là đáng cười. Lý do: ông giúp đanh bực mình lắm, nhưng khi nghe bác phó may nói quý tộc thường mặc thế thì ông lại thôi, vì cốt sao ông mặc cho giống một cái quý tộc là được. Chỉ cần có thế thì bác phó may đã không cần may lại mà còn được khen là may được đấy. Tất cả mọi thứ được qua lo khi bộ áo khen là giống quý tộc, kể cả chuyện ăn bớt vải cũng không đáng quan tâm nữa. Điều đáng buồn cười thứ hai là vải hoa thì đương nhiên là may, bông hoa hướng lên trên, nhưng bác phó chẳng biết là do bụng hay là do cố tình biến giúp đanh thành trò cười cho thiên hạ, nên đã may hoa chút xuống phía dưới. Tiếp theo câu 3, ông giúp đanh đặt làm trang phục với mong muốn gì? Hãy chỉ ra cái nét tính cách nổi bật ở nhân vật và giải thích vì sao ông dễ dàng bị những người thợ may lừa mị, lợi dụng và trở thành đáng cười trong mắt người hầu. Thì ông giúp đanh đã đặt cái trang phục với cái mong muốn là trở thành quý tộc, được bước chân vào giới thượng lưu. Ở cảnh đầu của lớp kịch thì tính cách ngu dốt, ngu muội của ông giúp đanh thể hiện trong cái cuộc đối thoại với bác phó may. Tính cách trưởng giả học đòi làm sang của ông giúp đanh đã tiếp tục được bộc lộ, lần này đến lượt tay thợ phụ lợi dụng ông ta. Ông dễ dàng bị thợ may lừa mị lợi dụng và trở thành đáng cười trong mắt người hầu,
Bởi ông xuất thân ngu dốt chẳng biết gì, chỉ vì thói học đòi làm sang mà bị bác phó may và tay thợ phụ lợi dụng để kiếm chác. Tiếp theo câu 4, lời thoại trong các lớp kịch có gì đáng chú ý? Thì trong lớp kịch này, Molière đã sử dụng hai kiểu ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ trực tiếp của nhân vật và ngôn ngữ kể chuyện của tác giả. Thì ngôn ngữ trực tiếp có khi là lời đối thoại giữa các nhân vật với nhau. Ví dụ như ông Xúc Đanh đối đáp với bác Thói Phó May về cái đôi bít tất lụa hay là về đôi giày quá chật, về chiếc áo may ngược hoa. Thì cũng có khi là lời đọc thoại như đoạn Xúc Đanh tự nói với mình. Đoạn kể về cảnh bác Phó May và bọn thợ phụ mặc lễ phục cho ông Xúc Đanh là ngôn ngữ kể chuyện. Thì trong kịch nói thì đối thoại là ngôn ngữ chính, thông qua đó để làm nổi bật cái tính cách của nhân vật. Tiếp theo câu 5, xoay quanh sự việc mặc trang phục của ông Giúp Đanh, thì em hãy chỉ ra những cái nét tương phản trong hành động của ông Giúp Đanh và các nhân vật. Thì ở đây chú thợ phụ quả là có cái mũi rất tinh tính hơi được miếng mồi béo bở, kẻ thích nịnh có cả một túi tiền to. Túi tiền ấy kích thích chú nghĩ ra cái cách khéo léo moi tiền của Giúp Đanh. Chú tinh khôn leo thang từ nấc một, biết kiềm chế để cho kẻ hám danh kia có thời gian tận hưởng sung sướng. Vì cứ sướng là lão lại thưởng tiền. Xúc Đanh không tiếc tiền vì đang khao khát danh vọng, và dù có biết tổng sự tôn vinh ấy là giả tạo đi chăng nữa thì lão vẫn cứ thích mê. Danh vọng ảo nhưng mà tiền bỏ ra mua lại là tiền thật. Chú thợ phụ chỉ cần tiền nên chẳng tội gì mà ngưng nịnh nó. Câu 6, nêu một bài thủ pháp trào phúng trong đoạn trích. Thì ở đây một bài thủ pháp trào phúng trong đoạn trích là sự chênh lệch mất cân xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái bên trong và cái bên ngoài là nguyên tắc cơ bản để nhà văn tạo ra cái hài. Thì ở lớp kịch này cũng vậy, Molière đã xây dựng một cái nhân vật hài kịch bất hủ khi tạo ra sự thật hiển bất hòa giữa cái ngu dốt ngớ ngẩn và cái sang trọng học đòi ở nhân vật Xúc Đanh, với hàng loạt các tình tiết gây cười. Thì bộ lễ phục với những cái hoa ngược tiền thưởng cho những tiếng tôn xưng quý phái hảo, vẻ vênh váo rỡm hợm của ông Xúc Đanh khi mặc lễ phục cũng như là được tôn xưng, qua đó nhà văn chế giễu thói học đòi làm sang nhưng vẫn thường thấy trong xã hội. Tiếp theo câu 7, giả sử em được đóng vai ông Xúc Đanh để diễn cái đoạn kịch này, đoạn trích này, thì em sẽ chọn cái trang phục thể hiện dáng vẻ điệu bộ của nhân vật như thế nào. Thì giả sử em được đóng vai ông Xúc Đanh để diễn cái đoạn trích này thì em sẽ chọn trang phục mặc áo khoác, áo ghi lê, quần ống tấm. Áo ghi lê được trang trí nhiều nhất với họa tiết thêu và hoa văn trên vải. Loại ren đằng tên Zabot vẫn tiếp tục được sử dụng để viền cổ áo. Quần ống tấm thì thường dừng lại ở đầu gối với tất trắng đi bên dưới và gót dài bản vuông lớn. Áo khoác thì được mặc ôm hơn và không phồng như là váy ở thời kỳ mũ chiffonne trở nên phổ biến trong thời gian này, thường viền với cái bím tóc và trang trí bằng lông đà điểu. Tóc giả cũng được sử dụng, thường là màu trắng kiểu tóc cardigan của nam giới phát triển và trở nên phổ biến trong giai đoạn này, với tóc được cuộn ngang trên vai. Tầng lớp quý tộc Pháp thì mặc quần áo đặc biệt xa hoa và thường được gọi là
macaroni. Tiếp theo câu 8 thì theo em, trong cuộc sống hiện nay thì còn có những người như âm giúp đanh không? Cho ví dụ. Thì trong cuộc sống hiện nay cũng có rất nhiều người như âm giúp đanh bởi thói học đòi làm sang, bên ngoài diêm dúa nhưng bên trong rộng không và thiếu biết. Rồi cuối cùng là phần viết kết nối đọc, thì chúng ta sẽ viết đoạn văn 7 đến 9 câu trình bày suy nghĩ của em về chi tiết phó may may áo ngược hoa trong đoạn trước trên. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi ngôn ngữ văn lớp 8, thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và được làm việc khen.